Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình đang có mặt tại địa chỉ số 83 Tân Hòa Đông, thuộc phường 14 quận 6, để review một bất động sản chính chủ của anh Cường 0703 373 433, là chính chủ. Bất động sản này rất là đẹp, nằm trên mặt tiền, kinh doanh cực kỳ đỉnh luôn, xe cộ qua lại đông đúc, và hiện tại khá là mới đẹp, có đầy đủ nội thất nè, như anh chị thấy ha. Vị trí này á, là xe cộ qua lại sầm uất suốt ngày luôn. Nhà mới sạch đẹp, kiến trúc Âu Mỹ, rất là thích hợp cho dịch vụ kinh doanh spa thẩm mỹ nè, văn phòng công ty, nhà thuốc, hay là anh chị làm nha khoa, làm răng á anh chị. Vị trí này thì anh chị đi về tay phải 500m thôi là mình sẽ tới chợ Phú Lâm, cửa mắt Phú Lâm, ngay cái bùng binh Phú Lâm đó anh chị, rồi trường học các cấp luôn. Anh chị đi 2km là mình sẽ tới khu Tên Lửa, siêu thị Eon Mall Bình Tân, bến xe miền Tây, đi về công viên Đầm Sen thì đâu đó nó khoảng tầm 10 phút thôi. Thì cái căn nhà hôm nay anh chị là không phải là mình bán mà là cho thuê nha. Anh Cường đang cần cho thuê chính chủ như anh chị thấy nha. Bây giờ mình sẽ review chi tiết. Căn nhà này thì nó có cái hẻm hông bên tay phải nè anh chị. Rất là thông thoáng, thành ra mình có thể là mình chỗ được cửa sổ. Bên ngoài thì có một lớp cửa kính nhôm xiên pha chống ồn cho mình. Bề ngang là 4,5m và chiều dài là 18m. Nhà này là hướng đông bắc. Bên phải mình có mấy cái cửa sổ mở ra thông thoáng. Phía sau là nó có nở hậu luôn anh chị nha, nở hậu nhẹ phía sau luôn. Rất là đẹp ha. Anh chị nào đang cần tìm mặt bằng mình kinh doanh tại vị trí của phường 14 quận 6 thì có thể là liên hệ trực tiếp với chính chủ luôn, không có trung gian, không có phí hoa hồng gì hết. Rất là đẹp anh chị nha, rất là đẹp luôn. Cửa sổ bên phải nè, thông thoáng ha. Tầng trệt thì nó suốt như thế này luôn anh chị, thông suốt luôn, mặt bằng rộng rãi, tiện kinh doanh. Đó, cái phòng khách này anh chị làm những cái dịch vụ mà cao cấp á, tiếp khách rất là ổn. Rồi cầu thang đặt giữa nhà. Nhà này là có máy năng lượng mặt trời, có giếng trời luôn cho mình. Đó, anh chị thấy ha, giếng trời khu vực cầu thang, sáng đẹp. Rồi đây là khu vực của bếp luôn nè. Bên dưới tầng trệt là có bếp, có toilet ở cuối nhà ha. Những thiết bị này là để lại cho quý anh chị sử dụng luôn nha. Gian bếp nè, rất là đẹp, có sẵn bếp, rồi có luôn cái máy hút mùi, tủ kệ là đầy đủ hết, có luôn một cái tủ lạnh Mitsubishi rất là lớn. Rồi cửa sổ ha, bên phải mình là có một cái hẻm, thành ra có cửa sổ thông thoáng. Rồi ở đây là vị trí của cuối nhà, thì trong đây có một nhà vệ sinh. Được lót gạch từ dưới lên trên, hết sức là sạch đẹp luôn. Nước nóng, năng lượng mặt trời. Rồi ok, sau đây mời quý anh chị lên trên để mình tham quan tầng 2 nha. Nhà này là một trệt một lầu, nằm vị trí sát bên chợ Phú Lâm, thành ra là mình kinh doanh rất là tiện lợi. Rồi đây là bên trên tầng 2. Rồi thì trên tầng 2 nó sẽ có hai căn phòng ngủ đó, phòng ngủ phía trước, rồi khu vực giếng trời và phòng ngủ phía sau. Căn phòng ngủ này cũng rất là rộng nha anh chị, phòng ngủ khá là rộng ha. Đó, giường nè, rồi máy lạnh nè, có sẵn máy lạnh. Nói chung là nhà cực kỳ đẹp luôn. Cửa sổ bên hông mở ra thông thoáng, có luôn cho mình cái tủ âm tường. Rồi bên trong phòng là có nhà vệ sinh riêng biệt. Đây, mới đẹp ha. Bồn cầu, labo, rồi mình ngăn được cái vách tắm đứng nè. Như vậy thì cái người tắm ở trong đây nó sẽ không có văng nước ra ngoài. Quạt hút mùi luôn, hệ thống máy nước nóng là năng lượng mặt trời luôn anh chị nha. Đó, nhìn cái phòng ngủ rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp và rộng rãi. Ok ha. Thì hiện tại cái căn nhà này là chính chủ của anh Cường, qua số điện thoại là 0703 373 433 trên góc phải màn hình, đang cần cho thuê. Anh chị có thể thuê theo hai hình thức,
Một là anh chị thuê nguyên cái tầng trệt bên dưới thì nó rất thích hợp cho dịch vụ là anh chị kinh doanh spa thẩm mỹ nè, văn phòng công ty, làm nhà thuốc cho dược sĩ, hay là làm nha khoa ở phòng khám, bác sĩ, dược sĩ này nọ đó, anh chị là rất thích hợp luôn. Còn hai là anh chị có nhu cầu mình ở lại thì mình sẽ thuê luôn cái phòng ngủ phía sau đó, cái phòng ngủ phía sau này nè anh chị đó. Rồi ok ha, nó có hai hình thức cho thuê như thế này. Thì nội thất là anh chị có thể sử dụng, phòng ngủ là có máy lạnh, có nhà vệ sinh riêng đó. Thì cái căn phòng ngủ phía trước này thì gia chủ sẽ để lại, lâu lâu thì mới có người về ở thôi anh chị, tại vì cũng là bên nước ngoài đó, lâu lâu thì mới có người về ở ha, có thể là vài tháng hoặc khi cả năm luôn đó. Nó tùy theo du lịch, đi du lịch gia đình này nọ anh chị đó. Thì anh chị có thể là mình liên hệ trực tiếp với lại anh Cường, mình thương lượng về cái hình thức thuê, giá cả như thế nào đó, anh chị có thể là mình liên hệ trực tiếp để mình thương lượng luôn à, không có trung gian và không có phí hoa hồng gì hết. Như anh chị thấy ha, nguyên một cái tầng trệt thế này 4,5m, dài 18m, có bếp, có nhà vệ sinh riêng biệt, anh chị kinh doanh rất là ổn, tại vì cái vị trí là trung tâm gần chợ Phú Lâm. Anh chị đi qua chút xíu là có mắt Phú Lâm, chợ Phú Lâm, Bùng Binh Phú Lâm, gần bến xe miền Tây à, quang cảnh ha. Và đây là hướng Đông Bắc. Số điện thoại chính chủ thì mình sẽ để bên trên góc phải màn hình. Anh chị làm việc là gọi trực tiếp nha, không có cần qua trung gian gì hết. Và bây giờ mình sẽ xuất phát đi một vòng để anh chị nhìn được tổng quan. Xin mời quý anh chị đi theo mình. Và bây giờ từ vị trí của căn nhà đang cần cho thuê, 83 đường Tân Hòa Đông thuộc phường 14 quận 6, bây giờ mình sẽ xuất phát đi một vòng để anh chị tham quan nha. Tuyến đường Tân Hòa Đông và Bà Hôm là những tuyến đường huyết mạch để đi về quận Bình Tân đó anh chị, thành ra mật độ dân cư ở đây cực kỳ đông luôn nha, sáng chiều trưa tối gì đó lúc nào cũng đông đúc hết, thành ra kinh doanh nó rất là ổn luôn. Như anh chị thấy ha, mặt bằng ở khu vực này là không bao giờ trống nha, không bao giờ trống à. Bên tay trái mình là KFC, rồi những quán cà phê. Kế bên đây thì có Bách Hóa Xanh nè anh chị à, ngay đây là quá gần chợ rồi, thành ra bà con buôn bán là dài dài. Rồi mình sắp tới vị trí khu vực của chợ rồi, rất là đông luôn. Để mình quay vào qua bên phải đây anh chị thấy ha, đó ngôi chợ Phú Lâm trước mặt quý anh chị nha. Thì như là anh chị thấy đó, một là anh chị thuê cái mặt bằng bên dưới để mình kinh doanh bên dưới thôi, nhưng mà dĩ nhiên á là không có chung chủ gì đâu, anh chị yên tâm về vấn đề đó ha. Cái phòng ở trên á là lâu lâu thì người nước ngoài người ta về, đôi khi là 6 tháng một năm, nhiều khi cũng chẳng về nữa anh chị, cái đó là nói thật nha. Anh chị thuê cái phòng ngủ phía sau á là mình có thể là mình ở trên đó, bên dưới mình kinh doanh à, còn không thì cái phòng ngủ phía trên anh chị làm phòng khám. Nếu như mà mình làm phòng khám đó, đó thì cái phòng đó mình sẽ làm phòng khám riêng cho bác sĩ ha. Ở dưới mình kinh doanh thuốc tây ví dụ vậy, thì ở trên mình có thể làm phòng khám riêng biệt à. Mặt bằng rất là rộng anh chị, 4,5m, dài 18m, hơn 80m² sử dụng. Rồi ngay đây là trường tiểu học Phú Lâm, kế bên là trường cấp 3 Mạc Đĩnh Chi, bên phải mình đây là cơ mắt đó, cơ mắt Phú Lâm anh chị nha. Vị trí là ngay cơ mắt, ngay chợ Phú Lâm, thành ra lúc nào cũng đông đúc hết. Ra tới đây là vòng xoay nè anh chị, Bùng Binh Phú Lâm. Bây giờ anh chị quay tay trái đi về Hồng Bàng, đi về quận 5 ở chợ lớn này nọ ha. Anh chị quẹo tay phải thì mình có thể là mình đi về bến xe miền Tây, Aeon Mall, những cái bệnh viện quốc tế lớn đó anh chị. Thông tin rõ ràng, anh chị liên hệ trực tiếp với anh Cường, chính chủ bên trên góc phải màn hình để thương lượng mức giá thuê nha. Xin cảm ơn anh chị đã xem tin. Hãy nhấn like đăng ký kênh và mình sẽ gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada Nhà Đất Chính Chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.